Ta đang ở trên sân chơi. Chào, Leo. Leo, cậu muốn chơi cầu trượt không? Tuyệt. Mấy khối này là gì vậy? Sao chúng lại cử động? Thú vị. Ồ, là máy xúc Max. Max, cậu tìm gì dưới mấy khối đó à? Gầu máy xúc. Bỏ vào thùng xe của cậu nhé, Leo. Leo, coi này, buồng lái và sàn xe. Dỡ đồ xuống thôi, lắp xe mới nào. Bắt đầu từ đâu đây? Đầu tiên, đặt buồng lái lên sàn xe. Giờ đặt bánh xe vào trục. Hai cái bên này. Hai cái bên kia. Đèn nhỏ để trên đầu. Gắn cây cần vào. Ráp cả gầu xúc. Xong xuôi. Đã có máy xúc nhỏ. Giới thiệu cậu với Max nào. Max, xem ai này. Đây là Scoop. Ôi, cậu đi đâu thế? Cậu tìm gì sau mấy khối đó vậy? Là quả bóng. Max, Leo và Scoop đang chơi cùng nhau. Buồn cười thật. Giờ các cậu có thể chơi với mấy khối xếp. Hành phần sẽ đo cùng nhau chúng ta tìm giúp Leo nhé, và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đội của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe. Đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo. Xe tải nhỏ, Leo. Nhìn kìa, Leo đang lái xe trên đường. Cậu ấy đang đi lên cầu. Cậu thấy gì trên sông thế? Một con thuyền. Chào thuyền. Có chiếc mũ bảo hộ trên bập bênh. Leo, cậu sẽ cần nó hôm nay đấy. Hả? Cậu đã sẵn sàng xây nhà. Và đây là khu công trường. Dỡ tất cả xuống nào, Leo. Để xem cậu mang gì đến. Nên dựng cọc giao thông và biển cấm để ngăn mọi người vào khu công trường. Giờ dựng tường của tầng 2 thôi. Lắp ráp mái nhà vào. Cửa sổ sẽ có hình vuông và hình tam giác. Đây là các cửa. Và một chiếc thang máy. Đây là đèn. Trực thăng mang cầu trượt đến để bạn có thể lên mái nhà. Leo! Có gì bị thiếu sao? Tụi mình cần cửa lớn. Cùng đi tìm nào. Có hai cánh cửa ở đây. Lifty vừa mang cái thứ ba đến. Ta chọn cái nào đây? Cùng nghĩ xem. Cái này được chứ? Không, ngắn quá. Còn cái này? Leo. Không, hẹp quá. Đây, cánh cửa gara của cậu. Cùng lắp vào thôi. Nó mở rồi. Lifty và Scoop mang gì tới thế? Chữ cái. Ngôi nhà giờ đã có chữ Leo. Hãy ghé chơi nhé. Nào cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình, thành phần xe đo cùng nhau chúng ta tìm. Chụp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đội của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ Leo. Xe nâng hàng Lifty đang chơi ở sân chơi. Nhìn cậu ấy ném mấy cái khối vuông kìa. Ôi Lifty, đó là thùng sơn. Lifty trắng nhách. Đừng lo, tìm Leo đi. Cậu ấy sẽ sơn lại giúp cậu. Chào Leo. Đừng cười, Lifty cần cậu giúp. Cậu sơn cậu ấy lại được không? Leo, cậu sẵn sàng chưa? Chúng ta cần màu gì đây? Đen. Xám. Cam. Đỏ. Vàng. Xanh lá. Xanh da trời. Lifty, giờ Leo sẽ sơn cậu lại. Hãy kể tên các màu sơn cùng nhau. Đen. Xám. Cam. Vàng. Đỏ. Leo, cái mũi của Lifty cũng có màu đỏ. Giỏi quá. Nón cậu ấy màu gì nhỉ? xanh ra trời. Leo, nón Lifty là màu xanh ra trời sao? Xanh lá, dĩ nhiên rồi. Giờ mọi thứ đã ổn thỏa. Lifty, Leo, đến giờ đi chơi rồi. Hẹn gặp lại lần sau.